Dạ rồi, con xin phép chào cô. Cô Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, cô có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết là cô tên là gì? Cô tên là Hà Thị Ngon, cô đến từ ở Nha Trang. Cô ngoan ha. À, cô ngon. Cô là quê quán ở Nha Trang. Đúng rồi. Dạ. Hôm nay cô về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là đi tìm bạn đời cho cô đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Cô Ngoan có thể chia sẻ một chút xíu về bản thân cô ha? Thì cô Ngoan là hiện tại là cô Ngoan bao nhiêu tuổi? À, cô xin giới thiệu, tự giới thiệu cô là với cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Dạ. Cô tên là Hà Thị Ngon. Dạ. Cô năm nay là sinh 1969. Dạ. 54 tuổi. 54 tuổi ha. Đúng rồi. Cô Ngoan có sở thích gì? À, cô nói chung là cô rất thích là phục vụ, coi như là ở nhà nấu ăn nấu uống rồi. Cô rất là thích nấu ăn nấu đồ. Những cái món gì mà cô cũng thích học hỏi trên mạng đồ là cô thích nấu ghê lắm. Vậy là cô là thích bếp núc nội trợ. Đúng không ạ? Ừ. Tuyệt vời, điều đấy là rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ cô lớn tuổi chứ, hồi xưa là cô buôn bán buôn đồ, nhưng mà bây giờ cô lớn tự nhiên cô thích là cô nấu ăn nấu uống rồi gì á. À, thường thường mà hay đam mê cô ha. Đúng rồi, đam mê á. Ví dụ cô thích cái món gì á là cô mở cái mạng lên cô phải nấu cho được cái món đó. Là như vậy á. Cô thường thường món chính của cô là món gì cô? Nói chung là cái gì cô cũng thích nấu hết á, là mình hay học hỏi á. Từ hồi xưa tới giờ á là cô á là chồng chết khi mấy cháu nó còn nhỏ. Yeah. Cô cứ đam mê vô cái chuyện là ăn, làm ăn đồ say sưa, không có biết nấu nướng gì hết á. Yeah. Tất nhiên là miễn là mình làm có tiền là công việc gì cô cũng làm á. Mà sau khi á là cái tuổi cô mà nó ổn định rồi á là tự nhiên là cô không có, qua cái dịch rồi cô không có còn ham muốn gì tiền bạc nữa, mà cô lại ở nhà cái cô coi mấy cái mà nấu nướng, cái cô ghiền luôn. Cái bây giờ cô thích đó là cô nấu, cô thích là cô nấu chứ không có nói là ham tiền nữa, không có ham tiền nữa. Gọi là đến một cái độ tuổi nào đấy thì đúng, mình đúng sẽ nhìn lại. Đúng rồi, cô thấy người ta chết nay chết mai rồi. Dạ. Cô không có còn ham muốn cái chuyện về thì tiền mình bạc không nữa. Còn tranh đua và đúng, không đúng còn rồi, bị cuốn bởi cái suy đồng nghĩ tiền. Cô cái nó theo cái chiều hướng khác cô, tức dạ. Là cô không có còn là đam mê về kiếm tiền nữa, mà tất dạ. Nhiên là cô chủ yếu là cô thích cái gì là cô làm cái nấy thôi, chứ còn không có về cái tiền bạc là cô không có suy nghĩ. Yeah. Bây giờ là mình nói chung tuổi của cô là 54. Đúng thì rồi. Cái độ tuổi này thì bây giờ mình cũng không chạy đua về đồng tiền đúng nữa rồi. Mệt lắm rồi, mình cũng dành bao nhiêu thời gian bao nhiêu năm trời để mình chạy đua rồi. Và cô Ngoan thì được mấy con rồi? À, cô là được 2 cháu lớn đứa cho cô là ha. 35, một đứa thì cũng để 51 á. Đứa bên ba là đã có gia đình hết chưa? Có hết rồi. Có hết. Nhà bây giờ là riêng tư hết luôn. À, bây giờ là cô Ngoan ở riêng. Đúng rồi, cô không thích ở với con cháu bởi vì cái tính cô là nó nóng nảy lắm, như là cháu chắc đồ mà chẳng thèm có cho tiền chơi, mà nói thiệt sự là giữ là cô không giữ được. Cuốn tay cuốn chân cô giữ được. Dạ, hiện tại là cô Ngoan bây giờ đang ở ngoài Nha Trang, là mình ở nhà riêng hay là ở như thế nào? Cô ở nhà riêng. Nhà riêng của cô ha. Nhà lớn không cô? Không. Ở Nha Trang mà có cái mặt bằng nhà chừng 50 m² là ok rồi chứ. À, là nhà mình là mặt tiền luôn ạ cô. Tuyệt vời. Là cô Ngoan có kinh doanh gì không? À, cô có chứ. Dạ. Cô giới thiệu đi, giới thiệu đi để cho nhiều anh nhiều chú biết tới. À, cô cũng đang buôn bán hả chứ? Đang bán. À. Cô là trước kia là chưa dịch á là cô bán rất là nhiều bả nhà hàng đồ hả, dạng giống như bả cái hải sản rồi nhà hàng. Nhưng mà sau dịch rồi là nhà hàng nó nghỉ hết. Là cô chỉ có bán chợ thôi. Ngày là cô đi vài một tạ hoặc là 7-8 kg cô chỉ bán cái gì cô ha? Cô đi bằng cái phương tiện xe máy. Nhưng mà cô bán cái gì á? Bán cá. Cá biển. Cá biển. Là ở sạp ở trong chợ. Đồ tươi hay là đồ khô? Đồ tươi chứ. Tươi á. Là một ngày là cô bán được nhiều không? Một ngày cô bán khoảng một tạ 7-8 kg đâu là. Hồi xưa là cô bán 5-6 tạ một ngày. Trời đất ơi, nhiều dữ vậy hả cô? Cô bỏ sỉ. Bảo quán cơm, bác sĩ, bà đồ. Rồi cô chỉ 9 giờ là cô về thôi. Vậy thì thu nhập của cô là giàu nhất nhì ở đấy rồi. Không có. Bây giờ dịch là bán rẻ lắm con à. Cô bán dạ. Chủ yếu là nói chung là đam mê chứ còn không có lời nhiều. Không có bán lời nhiều. Dạ. Cô bán cô lời chỉ nói chung cô bây giờ nè là cô là nhà cửa cô có rồi nè. Đúng không ạ? Cô là có nghề kinh doanh nè. Buôn bán cá nè. Và bây giờ thì hôm nay là cái người đàn ông cô muốn tìm là như thế nào?
cô muốn tìm là những cái người nào mà nói thiệt sự là không ăn chơi nè, mà tất nhiên là yêu cô thiệt tình. Chứ nếu mà yêu cô mà dù có giàu trăm ngàn mũng mà bây giờ về đối xử cô không tốt là cô cũng tự động về nhà cô không ở được. Đúng rồi. Ông nào hay nhậu được không cô? Không. Sao hả? Nhậu là sợ lắm. Thứ nhất là về lề nhè nè. Thứ hai là hối mửa đầy nhà sợ lắm. Vậy thì để kiếm cho cô ông nào mà yếu đuối hay khóc được không? Không. Đàn ông phải mạnh mẽ chứ. Đàn ông là cái chỗ cây tùng, cây phượng phải dựa cho đàn bà. Khóc sao mà yếu hay, đuối được? Hay khóc cũng được ha. Ừ. Vậy kiếm ông nào mà hay nhõng nhẽo được không? Ví dụ như kiếm những người mà bản lĩnh nè, vòi vui vẻ nè. Thử ví dụ mình ăn cho đi làm chiều á, làm mình cũng có cái máu dân ngợn tí xíu. Nếu mà kiếm một cái người đàn ông mà bản lĩnh đúng không ạ? Bản lĩnh mà cái gì cũng có, là ở đây là có anh Hải, cô chịu không? Tất nhiên là chứ cô không. Nhưng mà cô chịu anh Hải không? Nói chung á, con làm mai cho cô thì ví dụ như bây giờ cô thấy cái người đó nó ràng sao. Như nếu mà cô tiếp xúc nữa hợp thì cô mới chịu chứ đâu tự nhiên không đâu không thấy sao cô đâu có biết đường đâu. Rồi bây giờ này một lần nữa này, cô nói rõ là những cái tiêu chuẩn cái người đàn ông mà cô thích để đạt được cái tiêu chuẩn. Gọi là để mà gọi là để hợp được với cô á. Nói chung cô rất là dễ. Ví dụ như người đàn ông á là rất đi làm về nè, là biết yêu thương vợ nè, luôn luôn á là coi như là rồi bây giờ cô nhắm mắt lại đi. Cô nhắm mắt lại 5 giây sau sẽ xuất hiện một người đàn ông như ước mơ của cô. Cô chờ đi, cô cứ đếm trong lòng, cô đếm đi, cô cứ nhắm mắt lại cho con nha. Bây giờ cô cứ chờ con đếm nè. 5 4 3 2 1. Cô mở mắt ra. Rồi bây giờ cho hỏi thăm là chị sinh năm mấy? Em ờ à? Ừ. Cô là cái sinh 1969 á. Trời ơi, giờ kêu bằng cô vậy, con còn nhỏ cô ơi. Bây giờ nói chung ra là cô nay cô đến nhờ đội hiệp sĩ Hải là kết nối yêu thương. Rồi giờ cô muốn người tiêu chuẩn là người sao? Bao nhiêu tuổi? Cỡ nhiêu tuổi? À, cỡ chừng 60 hay là 65 cô đổ lại thôi. 65 đổ lại không? Tại giờ con có người 70 tuổi đang kết nối thương, là đang tìm người ở dưới An Bình Dương. Cô hai bữa nữa thì con sẽ thì nếu vậy mà nếu mà cái người 70 tuổi cũng được, nhưng mà ý là phải biết yêu thương đồ chứ, nếu mà ăn uống đồ nhậu nhẹt hay mà lào leo là cô cũng không ưng. Nói chung là đó là hẳn với cô. Là anh muốn về bên chị cũng được, mà anh muốn về bên chị theo cũng được, tại vì chị đâu có vướng bận đâu, con cái thì nó lớn hết rồi. Mình tìm người là tìm để kết nối quãng đời còn lại, chứ không phải tìm người mà để mà có của có tiền mà cho mình đâu có. Mình miễn là đàn ông người đó thương mình, cuộc sống coi như từ đây về sau mãn miễn là được rồi đó. Rồi bây giờ cô hiện nay là ở đâu cô biết đi, con chia sẻ. Cô là 121 Điện Biểu. Điện Biểu là ở đâu? Thôi mình nói ở tỉnh đi rồi cô, nói ở tỉnh Nha Trang qua Khánh Hòa. Cô từ tỉnh Khánh Hòa Nha Trang vào đây nhờ đại hiệp sĩ Hải là cách đối đường phải không? Đúng rồi. Tìm bạn tìm bạn đời đó. Tìm bạn đời. Bây giờ tìm bạn đời là cô là tìm hiện nay cô nói là từ 70 đổ xuống mà không nhậu nhẹt nè ha. Đúng rồi. Cái mà lớn quá thì cũng đúng không rồi. Được. Phải lo cho vợ con phải không? Đúng rồi. Rồi giờ cô bao nhiêu, cô mấy đứa người con rồi? Cô hai người rồi. Có gia đình được chưa? Có hết rồi. Hết rồi, về con hết hy vọng rồi. Con cũng muốn kết nối đường mà giờ con hết hy vọng rồi. Bây giờ mà nói chung là bà con bác có muốn bạn đời cô này thì cô sinh năm 1969 đó, rồi, 54 tuổi là 54 tuổi rồi. Bây giờ chú nào có có thích thì đến đây đội Sinh Hải sẵn sàng kết nghĩa. Trước thì coi như là tình bạn, anh em phải xác minh rõ thân thế lai lịch là xác minh đầy đủ, cậu này mới dám cho cô ít cái nói yêu thương với người đó. Sợ người đó là nhậu nhẹt này kia mệt ha. Thì mình cũng sợ cho nên mình không có dám là tìm ở ngoài. Rồi. Đội Sĩ Hải là hẳn sàng phải chọn cho cô một tấm chồng là không có nhậu nhẹt này ha. Đúng rồi. Là người phải nghiêm túc. Nói chung khi mà cô ở cái tuổi này rồi mà đã xác định mà lặn lội một quãng đường rất xa về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm bạn đời rồi, thì cô cũng phải tin tưởng anh em rất là nhiều, đúng không ạ? Suy nghĩ ghê lắm mới đi chứ nói thiệt sự ra là
Anh em biết rằng là cô đặt niềm tin vào anh em rất là nhiều để mà giúp cho cô tìm được một cái người bạn mà như cô ưng ý. Là cô có cần người đấy giàu sang không? Nói chung á, là cô cũng không có cần người giàu sang, miễn giàu sang mà không thương mình thì về để làm gì. Ví dụ nha, bây giờ còn cái ví dụ người một nào á, mà yêu thương cô mà thấy cô á, ở trên đó mà ở trên truyền hình á, mà ví dụ thích cô mà cảm thông được cái nỗi khổ là được rồi, thương mến là được Đức rồi, chứ không có cần là mà rồi thôi vậy làm thành cho chuyện với cô ha, rồi rồi chứ không có phải là cần mà giàu sang làm gì. Giàu sang thì giàu cũng đâu có cũng đâu có lấy của người ta. Đúng đâu. Rồi cô ơi, mà đâu có lấy bây được giờ đâu. Mà cô mà có ở như vậy cô ăn cũng cả đời, cô cũng đâu có hết tiền đâu, nhưng mà ý là mình cần là cần đây cái tình thương, cái tuổi già. Ví dụ bây giờ như những chú những anh mà làm hồ thì cô chịu không? Ví dụ họ không có nhà cửa gì được không? Không nhà cửa hả? Không nhà cửa mà nhưng mà họ rất là thật lòng nhá, họ rất tốt nhá. Được không? Về ví dụ là bây giờ là cô bắt rể luôn hay sao? Cô bắt về đấy ở rể luôn hay gì ạ? Thì ví dụ như anh đó mà anh thích á, thì anh vẫn về bên dưới nhà mình, có cái nhà có cửa đàng hoàng mà. Về đấy kinh doanh ha, phụ cô, đi buôn bán. Đừng có ăn chơi chất táng là được rồi. Đúng rồi, ví dụ như ngày có thể là đánh đập vài trận được. Cô, hả? Ví dụ như ngày có thể đánh đập vài trận được không? Có. cái này là đang giỡn vui với cô thôi, cho mình bớt căng thẳng đi thôi ha. Chứ cô đâu có cần giàu nghèo đâu, cô đâu có đòi lên truyền hình mà đòi hỏi người ta phải trả nợ cho cô hay là người ta phải đem gì mà nuôi. Bây giờ này tiêu chuẩn của cô này, người đàn ông cao 1 mét mấy? Không, cô có 1 mét rưỡi bằng cô cũng được. Thấp hơn cũng được đúng không? Đúng rồi. Ốm hay là gầy hay là lùn? Lùn mập gì cũng được hết á. Lùn sao là thương mình là được rồi. Lùn nhưng mà phụ tùng của Nhật. Nói chung là cô rất là dở, nhưng dạ, mà rồi là, cô là tuyệt vời. Nhìn là cái người mà dở coi mà đừng có nhìn cái khuôn mặt, đừng có hung dữ là được rồi. Đừng hung dữ ha. Về mà đừng để có họ đánh mình hoặc đi lại họ bày mưu kế rồi họ lấy tiền họ bạc mình. Đúng. Mấy cái người đấy là thua. Là người đàn ông là phải biết nấu ăn không? Hả? Biết nấu ăn có được kén không? Uống thì nói thiệt cô rất là chăm sóc, rất là kỹ. Tuyệt vời. Cái gì cô cũng biết nấu. Bây giờ cô có ở trên rừng trên núi giờ tự cô sáng tạo. Các cô tỉnh biết, cô biết sáng tạo luôn á. Cô ưu tiên những tỉnh nào hay là mọi miền tổ quốc luôn? Nói chung là ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được ha. Cô không nếu có phân mà, biệt gì hết ha. Dạ. Nếu mà anh đó mà muốn nhu cầu cô về bên đó thì cô vẫn về. Về làm dâu luôn. Sẵn sàng cô bỏ hết cô về. Rồi lâu lâu á là ví dụ như anh đám mà ví dụ như lâu lâu anh đám thích về nhà cô thì vẫn về, nhưng mà phải trước tiên là phải ra mắt đàng hoàng chứ không phải đúng, tự chứ sao nữa cô theo không không về rồi muốn đuổi giờ nào cũng được là cô không có chịu. Không, cái này là phải cưới hỏi đàng hoàng nhá mà. Cô cưới thì cô cũng không có không cưới rồi cô. Đàng hoàng tự biến sao, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng như lỡ cái người đó người ta không có đủ khả năng sao người ta cưới mình sao. Khi mà về anh em đội hiệp sĩ với Thanh Hải là phải cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải là cô đòi hỏi gì cao sang, nhưng mà ý là thì mình cưới sương sương thôi, thì bảo vậy ý là mình không có đòi hỏi thì bèo bèo thì người ta làm còn trẻ thì người ta 20-30 bàn, bây giờ mình có tuổi rồi thì 5 bàn chứ thôi. Bên cô thì cũng đâu, mình đâu có phải là mình gạt lường vậy, mình đâu có dối lường anh em đội hiệp sĩ là hết vậy? Hết mấy bàn rồi đấy, nhưng mà đại diện đi bàn thôi nhá. Là mình phải cưới, nhưng mà là gọi là ở tính nào cũng được. Đúng rồi. Tuổi đời từ ý là từ 70 đổ xuống cũng được. 70 đổ xuống đến bao nhiêu cô? Thì không, 40 không, được không? Không. Không dưới 55. À, 55. Mình đó mình 54 phải, là mình phải lấy trên 55 chứ không. Mình phải lấy rõ là từ 55 tới 70. Đúng rồi, chứ không có dưới. Và cô không bao giờ yêu người cùng tuổi. Phải hơn cô là 1 tuổi. Đặc biệt là những người phải biết làm ăn. Đúng rồi. Không nhậu nhẹt. Đúng rồi. Phải biết chăm lo vợ nhà con. Nhà cửa thì không thành vấn đề, tự nhà cô vẫn có ngồi đó mà. Có biết nhà cửa mà. Hay không không quan trọng. Bây giờ hiện tại bây giờ cô đang có một cái nền kinh tế rất là vững. Đúng rồi. Có nhà có cửa, biết kinh doanh, biết kiếm ra tiền. Và điều đặc biệt thương cô là phải thương các con của cô. Đúng rồi. Và cô, ví dụ như những người đàn ông mà họ đã có gia đình rồi nhưng mà hôn nhân đổ vỡ không, thì không. Cô sợ lắm rồi. À, sợ. Thì cô cũng có tìm hiểu một người như vậy á, rồi yeah. Đó hả? Vợ người ta về rồi người ta này kia nọ. Vậy là vậy phải là cái người chết vợ. Nếu mà hôn ly dị vợ cô cũng không chịu, nãy chưa nói cái đó ngang.
Dạ, đó phải hỏi rõ. Cũng có tìm hiểu một người rồi, tuy nhiên là người ta còn vợ coi như là này kia cái nào cũng mệt lắm. Rồi, con hiểu ý của cô, tức là cô sợ gọi là này kia dây mơ rể má. Đúng rồi. Về vấn đề mà họ với vợ như thế nào thế kia. Cô không thích là người thứ ba chen chân vào. Đúng rồi. Và cô rất sợ. Mình cũng sợ là mang tiếng phá gia can người ta đồ này kia nào. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời, cô tuyệt vời, 10 điểm cho cô. Ừ. Vậy là bây giờ là cô những người những chú nào mà ví dụ như hôm nay vợ mất thì ok, những chú nào mà những chú nào mà độc thân mà đến nay mà ế quá chưa lấy được vợ. À đúng rồi, cũng thì được. Càng tốt. Ừ. Đúng ạ, cô nói chung là cô sẽ sẵn sàng mở rộng vòng tay để cho chú có một cái cơ hội, chẳng hạn hai người để tìm hiểu nhau. Đúng rồi. Để nếu mà có duyên thì mình thành vợ chồng, còn không có duyên thì mình coi như bạn. Mình làm bạn để có thể là lâu lâu mình tâm sự. Ừ. Bình thường. Và có dịp nào đấy thì có thể là chú nào đấy về Nha Trang đi ghé qua có thể dừng lại gian hàng cá biển, cô tặng cho một vài ký về ăn chơi. Tại vì cô có lô có sạp với chợ mà cô bán thì dạng giống như mình lớn tuổi rồi mình đáng đam mê, khi nào á khỏe thì đi, mệt á thì đi chơi. Nhưng mà cô là rất là ham vui nha. Nha Trang đẹp nha, cô Nha Trang đúng không? À, biển cực kỳ đẹp. Ví dụ như á, cô á, mà có mệt cỡ nào chiều bạn nó alo đi uống cà phê là cô cỡ nào cô cũng đi. Thì tuổi của cô bây... lên đây liền. Thì tuổi của cô bây giờ là đủ hết thì mọi thứ vậy. Rồi. Cần người tâm sự. Không, cô á, là cô dạng cô sợ là sợ cái lúc bệnh á. Đúng. Cho con cũng là, đang suy nghĩ giống cho cô. Cho nên là cô mới kiếm một người là bầu bạn, chứ nếu mà mấy cháu á, mấy đứa cháu ở nhà sáng giờ nó gọi điện miết, nó biểu đi miết à mà không chịu đi. Là tớ đắn đó lên á, nói chung á là cô không có mắc cỡ nhưng mà cô ngại ghê lắm nè. Cứ đắn đo suy nghĩ miết rồi bây giờ bữa nay cô mới đi á. Lâu lắm rồi cô mới đi. À, về già thì bây giờ thì các con thì có gia đình của các con rồi. Người ta nói là các con chăm ông chăm bà sao mà bằng bà chăm ông được, đúng không ạ? Cô cũng kiếm một cái người bạn đời để mà khi mà hai người ví dụ như tuổi già sức yếu, bà bệnh thì ông chăm, ông bệnh thì bà chăm. Vậy thì cô mới nói là cô không có ham tiền nhưng mà kiếm cái người mà thương mình á, hơn là thương tiền. Cái người mà thương tiền á mà về đối xử mình ra gì là mất thiệt. Cô ở bàn 71 cô về liền. Cô không có thích là bây giờ cô là mình mà người ta yêu tiền hơn, người ta làm sao mình sống được. Đó. Đó, cô sợ là sợ như vậy thôi. Là bây giờ là mình chứ mà tiền thì cô sẵn sàng cô sẵn. Mình chấp nhận mình làm dâu nữa luôn cô ha. Mình chấp nhận làm dâu luôn ha. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà. Ủa lỡ mai ngoài Bắc thì cô có về không? Không không. Xa xe quá cô cũng về đâu. Ừ. Rồi lâu lâu cô nhớ cháu nội. Thì đó Sài Gòn hay là ở đây rồi vậy chứ. Cô phải nói rõ ra là khu vực miền Tây hoặc mấy tỉnh gần đây thôi. Cô lạnh cô ở không nổi đâu. Đúng không? Ý là mấy cái khu vực mấy tỉnh ở đây là cô về làm dâu được. Ừ, ở còn Đắk Lắk đồ hay là ở đâu đồ đó. Đúng rồi, còn ở mấy tỉnh miền Bắc thì phải chấp nhận thương cô thì ở đây với cô. Đúng rồi. Hoặc là mình có thể ở đây bình thường mà, đâu sao đâu. Đó, một lần nữa nè, cô nè, mình nói đi, cô nói đi, cô gửi tới mấy anh sao? Thì cô giới thiệu lại cô tên gì và muốn tìm người bạn đời như thế nào cô nói đi. Thì cô tên Hà thì ngon đó. Cô giới thiệu coi như cô là thích những anh nào mà có xem chương trình á. Nếu mà thích cô á thì tìm hiểu rồi liên hệ về với số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải kết nối trực tiếp gặp cô để mà tâm sự tìm hiểu nhau, nếu được thì tiến tới hôn nhân, thế thôi, nếu được thì cứ 1-2-3 rô xong rồi uống. Đúng rồi, chứ cô cũng đó. Không có đòi hỏi gì hết trơn. Dạ. Ý là cô tìm cái người mà cái mảnh ghép nào mà dạng giống như yêu cô thực tình, chứ nếu mà đừng có giỡn cợt. Những chú nào mà vợ mất. Đúng rồi. Và đặc biệt những chú nào mà lâu năm chưa lấy được vợ. Đúng gọi rồi. Là ế. Mà đừng có giỡn cợt, cô không có thích vậy. Dạ, những chú nào mà ế gọi là ế lâu năm đi. Dạ, xấu đẹp không quan trọng nữa. Đúng rồi, xấu đẹp không quan xích trọng. Môi lồi rún. Ai? Không, xích môi lồi rún là vẫn được không cô? Không, mình cứ phải thật thà đấy cô ạ. Được thì mình nói được, không thì nói không. Không. Không, đồ rồi. Giờ cũng phải dở coi chứ, tự nhiên. Nói chung là phải cũng được ha. Đúng rồi, chứ cũng đâu đến đỡ nào xấu quế đâu mà tự chứ nhiên. Tự dưng bây giờ cái mấy chú mà hô lâu năm với lại xích môi lồi rún mấy chú tới thì hơi kỳ ha. À. Nên mình phải nói rõ là những chú nào gọi là được tí ha. Không nhưng cần mà, đẹp lắm cũng đừng. Nhưng mà có tinh thần văn nghệ đồ thì tốt. Ồ, tinh thần em. Văn nghệ là hát hò hay như thế nào đúng cô? Đúng rồi. Cô biết hát không? Biết chứ, cô chủ rồi. Nhật là cô á, dù sao mấy cô cũng phải mua đồ lên nhà mấy cháu rồi bắt đầu
quay video. Cô là cô hát về cái thể loại nhạc gì nè? Rồi là ăn uống một buổi chiều đó, xong sáng thứ hai về là mấy cháu nó đi làm, cô cũng đi làm. Cứ chiều thứ bảy vô nghe ăn, vô trong nhà xong tập trung lại. Cô là hát về thể loại nhạc gì? Nói chung là bolero. Nói chung là cô yêu văn nghệ vậy chứ bài gì kìa. Nhạc trẻ, nhạc trẻ có thua không? Nhạc trẻ cũng hát. Hip hop. Trữ tình thôi. Trữ tình đúng rồi, trữ tình bây giờ nhạc cô. Nhạc buồn hoặc cô... là tình thương hay là văn ca rồi gì đó. Bây giờ cô hát cho con nghe một đoạn về bolero nào. Chứ còn cô đâu có biết, nhưng mà mình đâu có nhớ bài đâu. Thì cô hát một đoạn nào cũng được. Không có điện thoại bỏ trên kia rồi. Ví dụ cô có thuộc điện thoại mình mở lên mình hát được. Cô thuộc câu ca cổ nào không? Không luôn. Rồi thôi cái này mình giấu đi. Mình giấu bài để lần sau mình gặp chú nào đấy bắt đầu là mình dùng cái này để ý mình. Ý là cô hát cũng hơi bị hay á, mẹ điều cô không có nhớ bài. Không nhớ bài nào hả? Không nhớ câu nào luôn hả? Không nhớ. Rồi. Thôi cái này mình để dành. Lần sau bắt đầu là mình cô sẽ. Cô thích keo cơ ghê lắm. Coi như là ở nhà cô cũng có cái dàn keo cơ, có khi buồn buồn hả? Cô hát phải một mình, là phải vậy... 2 tiếng. Vậy là lần này là cô là rất nhiều chú để ý đấy. Cô yêu văn nghệ ghê lắm mà cô, với lại cô lớn tuổi vậy chứ mà cô cũng thích đi chơi. Ví dụ như bạn bè mà rủ đi chơi mà chơi. Như cô có nhậu không? Không không, ừ, không đi chơi thôi ha. Nào, đi chơi thôi. Ví dụ như tổ chức cũng vậy, mấy đứa cháu đó, ăn uống thôi ha. Ăn uống thôi. Ăn uống tâm sự thôi, cà phê cà pháo thôi. Chiều thứ bảy ngàn là bắt đầu là cô mua cô chở đồ về nhà là bắt đầu về dịch hay là gì đó, bắt đầu cái nấu lên rồi mấy đứa cháu sớm lại ăn uống xong rồi. Chiều ở lại đêm, chiều chủ nhật về. Đó. Rồi, chiều okay. Chủ nhật về là sáng thứ mai là mấy đứa cháu nó đi làm công ty rồi, cô rồi đi buôn đi bán đồ. Yeah. Nhiều khi cô mệt thì tôi nghỉ ngày hai ngày cô lại đi. Yeah. Vì mình sống cho ai, mình sống cho bản thân mình. Mình mệt thì mình nghỉ công việc đúng của mình rồi, mình tự rồi. Mình làm chủ mà. Ví dụ bạn hàng như bữa nay cô đi á, mấy người gọi cô nói là bữa nay mất đi công việc rồi, đi Sài Gòn rồi. Yeah. Thì họ mình không bỏ hàng thì mình không có lời. Vậy thôi. Dạng dạ. Cô sống là bây giờ vô tư như vậy chứ cô không có. Từ hồi xưa là cô bỏ cơ động cơ đồ, bỏ công an đồ ngang công trình lớn lắm. Nhưng mà từ qua dịch tới giờ cô bỏ hết. Dạ. Chích thuốc vô con biết sao không? Bây giờ nó ngày nó ba hồi quên ba hồi nhớ xong dạ. Là bỏ hết. Không có hèm muốn gì hết á. Coi mấy cái clip thấy người ta chết tới chết luôn cái cô sợ. Cuộc đời này nó ngắn lắm cô ạ. Cuộc đời này con nói thật với cô là rất là ngắn ngủi. Bây giờ nên mà mình ước muốn là gặp một cái người mà tri kỷ. Mình còn hợp sống ý mình. Tất nhiên là để sống quãng đời còn lại cô không ham giàu ham sang. Giờ người đó không muốn đi làm, người đó có một chút cô có một chút. Bắt đầu hùng nhau rồi bắt đầu đi du lịch hoặc là hay là ở nhà đi tắm biển hoặc là đi này đi kia một ngày. Vợ chồng mà nó tiện tặng thì ăn ngàn trăm ngàn bạc chết bà nợ không hết nữa. Dạ. Sống ở Nha Trang một ngày ăn trăm ngàn không hết nữa. Nếu mà mình mà con người đàn bà mà biết đi chợ biết tiện tặng ăn trăm ngàn không hết. Ví dụ chú đó có một chút, cô có một chút ở nhà hai chồng đi chợ. Là góp chưa? Người có củi, người có lửa. À người đó, có củi, đó, người có lửa trong góp nấu. Giờ, yeah. Đó, sống cũng vô tư. À hoặc là mình có cái mặt tiền, giờ mở cái hàng tạp hóa ra hai chồng. Đúng nhà. Rồi, khỏe ghê ha. Đóng cửa lại. Cô chứ cô không đè đòi hỏi là anh phải làm cái việc đó cho cô cho được cô mới chọn. Không. Nếu mà anh về anh làm cái việc đó không được thì cô không làm. Tức là bây giờ là cô là bây giờ là có nói là cô là đại gia luôn á. Không phải là đại gia, đừng có nói đại gia kỳ lắm, bán ké mà đại gia vậy. Không cô khiêm tốn rồi chứ là... Nè cô, đúng là cô khiêm tốn rồi. Bây giờ đất mặt tiền Nha Trang đúng không, mình có. Nhưng mà mình đã ở chứ mình đâu phải là con bán. Biết rồi, mình kinh doanh nữa thì quá tuyệt vời rồi, cái này là tuyệt vời rồi. Đừng dám gì, ý là cô nói là ý là mình có cái nhà đó. Ví dụ mình không có phải là mướn thơ. Ví dụ như giờ hai chồng về mở cái quán cơm ra hoặc là mở cái xong bánh canh chắc sáng. Thì em cô... không bao giờ đói nha. Cô biết kinh doanh phết cái nhỉ. Nấu cái gì cô cũng biết nấu hết. Nhưng mà mình chủ yếu là tìm cái người có hợp mình hay không đây nè. Có chịu khó với mình không. Ví dụ như giờ mình cái ý đó nhưng mà gặp cái người nó không có hợp ý với mình thì bây giờ nó cũng như không. Ý cô nghĩ là như dạ. Vậy á. Thì anh em sẽ giúp cô tìm khi nào gặp được cái người cô ưng ý thì thôi. Ừ. Bởi vì cô lặn lội một quãng đường rất xa để cô về đây, cô tin tưởng anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ cố gắng hết sức để làm cho cô gọi là không lãng phí cái lòng tin đấy nhá. Và như cô chia sẻ thì cái cuộc đời này thật sự nó rất là ngắn ngủi. Đúng rồi. Bởi vì là đô la hay là nhà lầu xe hơi. Đúng thì rồi, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay cũng trở về cát bụi, ai cũng về cát bụi hết. Nên mà cô có một cái suy nghĩ rất là hay, con thì còn rất là nhỏ nhưng mà con vẫn rất thích những cái suy nghĩ của cô.
đó là mình cứ sống thoải mái đi, mình miễn sao là mình cứ sống đúng, sống thật, sống đúng tốt, cái gì không sân si, đúng rồi, không sân si, không sân si, không hơn thua của người ta, cái mấy cũng cỡ người ta, đúng rồi, tuyệt vời, cô tuyệt vời. Miễn sao cái người mà chọn mình, cái người chọn là thương mình thiệt tình là được rồi. Chứ bây giờ của người ta có nhiều, người ta chứ, đầu tiên người ta ngon ngọt, người ta yêu thương chứ mình. Chứ phải nói à, vì biểu cái ông đó phải đỡ của cho tôi mới ưng, không được, con không có thích vậy không? Không. Mới đây anh em có đăng một cái kết nối cho một chú quê ở Hậu Giang, thì con này con không có muốn nhắc cái tên chú đấy ra. Nhưng mà khi chú ấy ra, chú lên về đây á, chú nói là nhà chú là nhà tiền tỷ, nhà có khối tài sản rất là lớn, chú 68 tuổi rồi. Thì có rất nhiều cô gọi điện về để kết nối, nhưng mà anh em thì có tư vấn là chú nó không thích cô nào hết. Chú có ý chung nhân ở, nhưng nhiều cô cũng cứ mong muốn gặp. Và nhiều cô thì cứ nói là chú hoàn cảnh tội nghiệp, thương chú, thương cái hoàn cảnh éo le. Nhưng mà thật ra thì cái câu chuyện nó có rất cái nhiều điều bí ẩn, nên mà con không tin nói ra ở đây. Là sự thật việc thật, có gì nói nấy. Chứ còn nếu là bây giờ mình không có tiền, mà bây giờ mình bán ké, mình đi nói chuyện khác, thì làng nào là nó trẻ lòi ra. Dạ đúng cô rồi. Cô là cô đi bán ké, nè cô đi bằng cái xe máy ngàn, chứ không phải là cô đi bằng cái xe hơi ngàn. Bán cá thì mình nói bán cá đâu sao đâu cô, đúng không cô? Là cũng là một cái nghề. Đúng rồi. Đó. Cái ngờ mình nuôi có sống con mình từ bé tới đây mà bây giờ nó trưởng thành. Trời ơi, cô bán cá là cô hay lắm á. Mà tự sao là cái ngờ đó mắc mớ gì xuất thân cái ngờ mình ra có. Trời, cô kinh doanh cá, cô kinh doanh cá là cô giỏi lắm á, chứ đâu phải đùa đâu. Bây giờ cô lớn tuổi rồi á, là tất nhiên là cô có khi cô đi, có khi cô nghỉ. Thích thì cô đi, không thì cô nghỉ. Đủ rồi cô ha, mình cảm thấy đủ rồi. Bươn trải bao nhiêu năm trời đủ rồi. Đúng rồi. Kiếm tiền đủ rồi. Đến cái tuổi này là mình muốn hưởng thụ đi. Rồi, với lại cô đi á là ví dụ như tháng mưa này á là cô nghỉ miết à. Hồi bữa giờ nghỉ 2 tháng à. Biết sao đi bữa nghỉ bệnh 2 3 bữa là tất nhiên là đi bán ké là con biết đi mấy giờ? 1 giờ 2 giờ. 1 2 giờ sáng á cô. Chứ sáng mình mới xuống bến, mình mới xuống ghe, mình mới mua được rẻ. Còn nếu mà con mua tại chợ mới tại chợ thì không có lãi. Ví dụ như mình chở nhiều lên vậy, nhưng mà mình lên mình lại cân sỉ cho những người ta là mình bán đến mấy giờ là mình nghỉ rồi. Là 8-9 giờ mình lại về. Về bắt đầu mình biết ăn uống, mình biết đi mình ngủ. Mình ăn uống rồi mình bắt ngủ cả ngày luôn, ngủ tới 5 giờ luôn. Rồi dậy mình đi uống cà phê này kia kia nọ rồi. Hoặc là mình làm gì làm. Là 1-2 giờ là mình lại đi lại rồi. Vậy là có mình cô vậy hả? Đâu. Mấy bữa là cô đi á là có mướn thêm người nữa chứ. Nhưng mà lần này cô yên tâm đi. Lần này về đi là chắc chắn sẽ có một chú đi hộ tống cô. Nhưng mà cô thề cô chịu khổ chứ. Cô mà kêu con cô là nó thiệt cho. Kêu nó trở qua, nó trở lại giống đang cái giấc ngủ là cô nói thôi 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 dẹp đi, thôi đỡ ta đi mình cho nó. Mỗi lần mấy bữa cô bệnh cũng vậy. Cô có hy vọng khi về đây sẽ có một chú nào đồng hành cùng với cô quãng đời còn lại không? Thì tất nhiên là phải có chứ, mà ý là không biết cái anh đó là ảnh có tuyệt tình với mình hay không, chứ lên trên mẹ trên lên đây thì nhiều, nhưng mà ở nhà thì không ai biết mình. Cô đã từng lên kênh truyền thông nào chưa? Chưa, mới lên lần đầu đây. Lần đầu ha. Cô có run không? Không có run. Con thấy cô là rất tự nhiên luôn á. Không có, tại vì cô bán ké là bất nhiên là cô tiếp sức về chợ rất là nhiều từ mấy chục năm. Ủa bán cá là mình giờ? Bán cá là mình có giao không cô? Có chứ. Mình giao sao nè cô? Ví dụ như là nhỏ bé gì giống như bán thịt vậy, cái to thì cô cắt keo to, cái nhỏ cô cắt keo nhỏ. Nó đủ ngờ chứ. À cá. Mình phải làm sao lấy cái nó đẹp họ mới mua chứ. Cá biển là mình lấy cái cá tươi đi, đâu còn sống nhảy lên đạch luôn hả cô? Không. Họ đi cứ cản cho con. Đâu cái đó là cái lưới vô là nó mới dậy đạch đạch, còn này mình đi cái hàng cái lưới cá. Mình mới mua nhiều như vậy. Cô có nói nghe nè, bán cá là lời lắm nha. Bán cá là toàn mua nhà lầu xe hơi không ấy nha. Ờ trước dịch đó là lời rồi lắm. Từ con thấy giờ con không làm ăn được luôn á hả? Biết xem họ không có tiền, không có công việc làm. Con nữa. Không biết chứ ở đây là bán cá ở Bình Dương với khu vực đây là bán cá con thấy lời dữ lắm. Cá biển hồi xưa chứ bữa nay không có lời nữa con. Mà cá biển sao đắt dữ cô? Đắt lắm. Ơi, bây giờ xăng dầu gì nó cũng lên hết mà biểu làm sao? Ai bán đắt chứ bên cô là lời từ cá 5.000 ký cô đâu. Ủa sao lời có 5.000 ký thôi hả? Cô lên cô con sĩ là. Trời ơi. Ké mà ở tuốt ở trên á gì? Ở trên gì hết? Trên hồ á, hồ gì á, cái nước ngọt á, trở về nhà cô con á, cô cũng bán lời có 5.000 à, cho nên cô lời cũng tệ vậy chứ mà, thiệt sự ra cô lời có nhiều, cái 500 là tiền phí, tiền tổn này kia kia ngọt. Cô lời thiệt ít quá nhờ, mình sao mình không bán lời nhiều nhiều lên? Tự vì cô bán sỉ, với lại cô bán á, nói thiệt sự ra, bây giờ con xuống chợ Bình Hải á,
ngay chợ Bình Hải nha, con hỏi con ngon ở đâu là người ta cũng biết, nổi tiếng luôn mà. Rồi sau hôm nay cô sẽ nổi tiếng hơn nữa. Tuyệt vời rồi, bây giờ không à. Dạ. Rồi thì có dịp nào đó thì anh em từ lâu tới giờ chứ đâu phải mới đây đâu. Dạ, có dịp nào đó thì anh em đội Sình Thanh Hải có ghé nhà Trang chơi thì sẽ ghé nhà cô. Đúng rồi, cô là nhà cô con cô là ở 121 Nguyễn Biểu ngang. Dạ. Còn cô là ở ngay chỗ đường Nguyễn Khuyến á, cuối đường Nguyễn Khuyến á, mà con đi lên ngay chỗ nhà thương vú xong đi lên thẳng ngay chỗ mà khu du lịch Tấm Bùng á. Dạ. Cô ở trên đó mặc tiền cho nó. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây là một câu chuyện của một cô. Thì toàn bộ sự việc cô cũng đã chia sẻ tâm sự hết rồi. Thì rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ video này lan tỏa mạnh mẽ, để hy vọng một ngày gần nhất có chú nào đó xem được thông tin của cô, cũng như là cô cái mong muốn của cô tìm người bạn đời để kết nối cùng với cô. Thì những chú nào mà muốn kết nối với cô thì cứ liên hệ trực tiếp với số của anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858, để anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải kết nối cho được trực tiếp gặp cô để chuyện trò. Và anh em không thể cung cấp số của cô được, bởi vì nếu mà cung cấp số của cô lên đây thì sẽ có rất nhiều người làm phiền tới cô. Nên mà cứ chú nào mà tuổi đời từ 55 tới dưới cô không chịu tới 70 à, đúng rồi. Yêu thương cô, thích cô, muốn về sống với cô, làm bạn đời, tâm sự hủ hủy với cô đến suốt cuộc đời, thì cứ liên hệ về với số của đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858, anh em sẽ giúp kết nối trực tiếp với cô. Tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Còn mà để cô làm dâu thì chỉ khu vực phía Nam thôi nha. Còn phía Bắc thì cô sợ lạnh với lại đường xá xa xôi quá. Còn những chú nào ở phía Bắc thì phải làm rể nhá. Làm rể thì được. Chứ tự vì cô có một đứa cháu một mà. Dạ. Xe quá, cô đâu có đây đâu. Dạ. Và những cô chú anh chị nào mà muốn tìm bạn đời, muốn kết nối yêu thương, muốn đi tìm bạn đời, chú thì muốn tìm cô hoặc cô muốn tìm chú, những ai muốn đi muốn tìm tình yêu, muốn anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải kết nối, thì cứ mạnh dạn liên hệ về với đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ giúp đỡ kết nối yêu thương hoàn toàn miễn phí. Dạ rồi, cái sự việc của cô thì anh em đã ghi nhận. Thì cuối video này thì con thay mặt đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải con cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã tin tưởng anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã về đây để mà lên sóng, lên chương trình, các chương trình của anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Cô cũng lâu lắm á, mà dạ. Cũng ngại, cũng đắn đò lắm á. Dạ. Mới đi chơi. Dạ, và con chúc cô sẽ có tìm được một người bạn đời như ý muốn cô nhá. Lên truyền hình cũng ngại lắm mà. Không ngại. Nếu mà mình ở nhà thì không biết ở đâu mà tìm. Như cũng nhiều người muốn nhưng mà ý là mình không có tin tưởng á. Dạ. Hôm nay mình về mình mở tivi lên thì cô xem và cô sẽ chịu khó cô đọc comment nha. Ủa mở tivi ra hồi giờ cô đâu có coi kết nối được đâu, cô coi bằng cái điện thoại đó. À mình coi điện thoại được, có coi tivi mà được. Không có biết mà mở xem mà để không biết xài ha. Vậy thì cô mở điện thoại nhá. Cái giường ngủ của cô, cái tivi của cha bé gì mà cô nói chắc, chung là không có rành xài. Chắc cô biết xài. Dạ. Và hôm nay thì cô có đồng ý cho tất cả các anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái chương trình, cái video ngày hôm nay lên khắp các trang mạng xã hội không cô? Thì đương nhiên cô lên đến đây rồi thì cô đăng ký tìm dạ. Còn lại thì cô phải mở rộng ra để dạ. Cho anh nào thích thì dạ. Anh đã đến với cô, chứ nếu mà cô không chịu xe cô lên đây được. Dạ. Mấy anh mấy chú nha, nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha. Cô đây là cô rất là thiệt tình rồi. Dạ rồi thì cuối video này thì con chúc cô là thượng lộ bình an về Nha Trang đó, và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ cô lên xe xong rồi cô về. Dạ. Giờ cô xuống bến xe, đó cô bao xe thồ luôn rồi. Giờ dạ. Xuống bến xe cô lên xe cô về Nha Trang luôn. Dạ, cô nói cứ về Nha Trang đi, có cái gì cái lại anh em báo cho cô liền. Đúng rồi, dạ. Về Nha Trang thì nói chung là về gần Nha Trang mà. Là không có sợ lẹt nữa, đi khúc nào cũng được á. 8 tiếng đúng không cô? 8 tiếng. 8 tiếng. Chứ ở Sài Gòn đây là mà đi ra một chút là đi xe thồ, chứ đi một lát nữa không biết đường đi. Dạ, dạ. Không kỳ cô có đi chơi một lần rồi. Dạ. Xong cô đi xuống cái chỗ gì đây hè. Cô vậy bị mất sợi dây chuyền á. Rồi trong đây là cô phải cẩn thận cái nha. Chỗ gì mà có cái người mà cô hôm nay cô có mang áo khoác không? Có. Đi mặc áo khoác vào. Có. Trong đây là không. Cô mặc áo khoác với lại cô bận đồ kín gì chứ cô sợ cơ. Nè cô dây chuyền đồ các kiểu trong đây cô, là được. Cô đâu có dám đi gì đâu. Xong cái cô đi ra ngoài. Cô bị giật một sợi dây chuyền á. Cô nắm được cái mặt không à? Còn cái dây nó mất. Đi. Cô đi ra ngoài mình mặc áo khoác vào. Có, mình có, đeo vàng cô, là mình phải mặc áo khoác rồi, vào. Cô có mặc áo khoác. Đây là ghê lắm á. Ừ. Rồi xin phép chào cô. Ừ. Dạ xin phép chào tất cả cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Rồi cô chào chương trình.